Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục làm cái website cái trường shop. Thì tôi hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái trang login. Thì cái trang login bữa trước thì tôi đã có cái phần footer và phần header. Thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái sau. Thì tôi sẽ mở cái trang login này. Thì đầu tiên thì tôi sẽ đi viết code cho cái trang này. Bữa trước thì tôi có cái section main như vậy. Thì bữa nay tôi sẽ sửa lại. Cái này tôi có cái section login. Để cho nó login cho nó sẽ nhớ. Rồi tiếp theo thì bên trong thì tôi có thẻ bit. Thẻ bit này thì tôi có cái cửa nát như sau. Cửa nát thì tôi cho nó là column x small. Đối với những hàng hình nhỏ thì tôi cho nó là chiếm một cột. Rồi tiếp theo thì tôi có cái column small thì tôi cho nó là hai cột. Tiếp theo thì tôi có cái column medium thì tôi cho nó là bốn cột. Tiếp theo thì tôi có cái column nát thì tôi cho nó là bốn cột. Đó, thì tôi sẽ có mấy cái này thì mình sẽ copy nó xuống. Rồi cái div ở giữa này thì tôi sẽ chỉnh sửa nó lại. Thì tôi sẽ chỉnh sửa cho nó là column small thì tôi cho nó là 10 cột. X small cho 10 cột. Rồi small thì tôi cho nó là 8 cột. Rồi medium thì tôi cũng cho nó là 4 cột, lát thì tôi cho là 4 cột. Rồi bên trong thì tôi sẽ đi viết code cho nó tiếp. Thì tôi có một cái thẻ H3. Cái tiêu đề của nó là ở đây tôi sẽ show lên cái tiêu đề của nó là login form. Login loud đi. Rồi tiếp theo thì tôi lại có cái thẻ div nữa. Thì tôi copy chỗ này đi. Tôi phải copy cái khối này cho nó nhanh. Chỗ này thì tôi có cái class là column small. Tôi cho nó là 12. Rồi column medium thì tôi cho nó là 12. Rồi column nát thì tôi cũng cho nó là 12. Rồi cái chỗ này thì tôi sẽ cho nó một cái class nữa là form bạch rào. Rồi tiếp tục cái bên trong này tôi có một cái thẻ div nữa. Tôi sẽ có cái class cho nó là bằng row. Rồi bên trong này thì tôi sẽ có một cái form. Yeah, cái form này tôi đặt cho nó cái name là bằng login form. Rồi method thì tôi cho nó là bằng bot. Tức là tôi sẽ submit đi nên là tôi sẽ dùng cái method là bot. Rồi tiếp theo thì tôi có cái div. Class thì tôi cho nó là bằng form group. Rồi bên trong thì tôi cũng có một cái thẻ div nữa. Tôi copy cái khối này à, tôi bỏ vào và tôi sẽ sửa cái class của nó lại. Thì cái chỗ này thì tôi cho nó là column small thì tôi cho nó là 12. Column medium thì tôi cũng cho là 12. Column last thì tôi cũng cho là 12. Tôi thêm cho nó cái login input. Cái class là login input. Rồi bên trong nó là tôi có một cái thẻ input. Ai thì tôi cho nó bằng tag. Nên thì tôi đặt cho nó là username.
Rồi, class thì tôi cho nó là bằng Chromebook luôn. Cái Chromebook này tôi sai, tôi sẽ sửa chỗ này lại. Chữ này mới đúng. Rồi, class ở chỗ này thì tôi sẽ là cho nó là form control. Rồi, tiếp theo thì tôi có cái placeholder. Tôi mất cái dấu ngay kép. Rồi, tiếp theo tôi có cái placeholder thì tôi cho nó là username. Rồi, con này tôi sai. Rồi tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt. Thì cái form login của tôi nó chưa có, nó đang tôi chưa chưa viết chỉ tay nên là nó đang bị ẩn đi. Tôi sẽ tiếp tục viết. Tiếp theo thì tôi có cái text box cho cái thằng, tôi sẽ viết text box cho cái thằng để nhập password. Tôi sẽ copy cái khối username này xuống và tôi chỉnh sửa nó lại. Cái chỗ này tay thì tôi cho nó là bằng password. Nên là tôi cũng sửa lại thành password. Rồi, lấy holder thì tôi cũng sửa lại thành password. Rồi, click save. Tiếp theo thì tôi có một cái checkbox thì member me và cái đường link để mà trong trường hợp mà sâu để trong trường hợp mà người ta muốn reset password thì tôi sẽ nằm trong cái form group mà cái khối deep connect form group thứ ba này. Thì tôi sẽ viết code như sau. Thì tôi sửa nó ra cái class ở cái deep này thì tôi cho nó là classic thôi. Đi điểm thì tôi cũng cho là sick. Rồi. Column class thì tôi cũng cho là sick. Và cái input login input này thì tôi không cần. Tôi sẽ bỏ đi. Rồi tôi sẽ copy cái khối này. Xong, hết khối nữa. Rồi cái chỗ này, chữ tai như là bắt buộc này tôi sẽ sửa thành chết bằng chết bóc. Rồi, nên thì tôi cho nó là remember me. Rồi cái connect form trò này tôi bỏ đi, lay order thì tôi không bỏ đi. À, tôi ghi chú ở sau này thêm remember me. Rồi tiếp theo là cái khối dành cho cái link disforgot password để mà ta reset password. Thì tôi cũng có cái column class là column small sick, column medium sick, column large sick. Và tôi còn có thêm cái class là reset password. Như vậy. Rồi bên trong thì tôi sẽ có một cái thẻ A. À này thì tôi có cái HTTP. Ví dụ như tôi cho nó trỏ đến cái trang reset password chẳng hạn .html. Cái trang này tôi chưa tạo nên là tôi sẽ tạo sau mà tôi cứ nhập cái đường link vô sẵn. Rồi tiếp theo thì tôi có một cái khối để mà show cái lỗi error hoặc là cái khối này thì tôi sẽ dùng để mà sau lên lên cái lỗi hoặc là thông tin báo để mà sau cái message là chúng ta login success thôi hay là chúng ta login mà không đúng password thì chúng ta show error. Thì ở đây chúng ta sẽ tôi sẽ có hai cái như sau, tôi sẽ làm như sau. Thì cái H3 này tôi cho có class là bằng AppDanger. Cái chỗ này là tôi dùng để show error ví dụ như là login fail chẳng hạn, hoặc là tôi nhập là username or password not right như vậy. Đó. Rồi tôi copy cái khối này, trong trường hợp mà nó success thì tôi sẽ có cái class là chỗ này là get info. Và tôi sẽ show lên cái message này. Ví dụ như là login success chẳng hạn. Rồi tiếp theo thì tôi có một cái thẻ deep nữa. Thì tôi copy cái khối này xuống.
À, cái deep này thì connect tôi cũng cho là bằng form group. Rồi cái deep này thì tôi cũng là cho nó column small 12, column medium 12, column large 12. À, tôi bỏ cái login input này đi. Rồi bên trong thì tôi có một cái thẻ input. Đó. Tài thì tôi cho nó là submit. Và cái name thì tôi cho nó là submit đây. Rồi cái class thì tôi cho nó bằng etl login. Rồi cái đâu không cái lay holder thì tôi sẽ bỏ đi và tôi cho nó cái value là tôi cho nó bằng login. Rồi tiếp theo thì tôi có một cái khối div nữa. Cái khối div này tôi sẽ sử dụng để mà sau lên cái ví dụ như khi người dùng mà người ta chẳng hạn muốn register, khi người ta nick cho trang login mà chẳng hạn như người ta chưa có account, người ta muốn register thì tôi sẽ để một cái link để cho người ta register ở đây. Thì tôi sẽ viết cái khối này, tôi sẽ cho cái class bằng form book và thêm cái class nữa là user register. Bên trong thì tôi sẽ có một cái thẻ BR chẳng hạn. Rồi tôi sau lên cái message đông hết và nạt cao. Đây tôi có cái thẻ A. Cái HTTP thì tôi chọn mấy cái trang digital .html. Đó, tôi sẽ để là digital account. Rồi tôi sẽ đi cho save và tôi đi refresh lại trình duyệt. Đó thì cái trang form login của tôi hiện giờ nó đã được như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn viết style để mà chỉnh cho cái form viết style để mà chỉnh style cho cái trang login này. Thì tôi sẽ đi cho cái folder SCSS, cho folder layout và tôi tạo ra thêm một cái file nữa. Cái file này tôi cho nó là login register. Thì cái trang này tôi sẽ dùng để chứa các file style cho cái trang login và trang register. Tôi sẽ viết chung ở cái trang này. Rồi tiếp theo thì tôi cũng mở cái trang này lên và tôi sẽ vô cái trang main và tôi sẽ ngoát cái file login register.scs này rồi. Thì tôi sẽ viết như sau. Tôi sẽ copy khối này dòng này xuống và tôi sửa lại. Chỗ này tôi sửa lại thành login để nghe register. Rồi tôi đi chuột sai. Rồi tôi sẽ viết style CSS cho nó xét và nó như sau. Thì tôi cũng ghi chú nó lại. Ở đây là tôi ghi là style for login and digital bank. Rồi đầu tiên thì tôi sẽ có một cái class là user form. Đây là cái class mà tôi sẽ sử dụng chung cho cái trang login và trang register. Thì tôi sẽ viết chung trong cái class này. Đầu tiên thì tôi có cái background, thì tôi có cái mã màu cho nó như sau: thằng FEC09B. Rồi bên dưới thì tôi sẽ có một cái class. Là tôi sẽ có cái class ở bên đây này, tôi có cái class là section login. Tôi sẽ copy cái này, class này. Cái section login này thì tôi sẽ cho nó kế thừa từ cái user form ở trên. Nên là tôi sẽ dùng cái mật khóa là @bigbang user form. Rồi đây tôi sẽ tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt. Thì cái style nó chưa sai đâu. Cái chỗ background này thì cái màu này tôi có sẽ dùng ở nhiều chỗ nên là tôi sẽ đi mở cái file variable lên và tôi cho nó vào cái file variable. Ở đây thì tôi sẽ có cái màu này. Cái màu này tôi
sẽ đặt. Ở đây tôi sẽ có một cái biến là background này color đi. Đó, thì tôi cho nó bằng cái nắp màu này. Và bên kia thì tôi sẽ cho nó xài cái biến này. Rồi tôi click save. Rồi tôi sẽ tiếp tục viết style cho cái thằng user form này. Bên trong này thì tôi có một cái class là form background. Thì tôi sẽ có viết style cho nó như sau. Rồi tôi sẽ có cái background. Background thì tôi sẽ có cái mã màu cho nó là 29 AB 9C. Rồi bên tôi defect nó lại rồi. Đó, cái màu thay đổi như vậy. Nhưng mà cái màu background kia thì tôi không hiểu sao nó chưa thay đổi được. Rồi tiếp theo thì tôi có cái, tôi sẽ cho nó cái masking top là bằng 150 pixel. Rồi tôi click to save. Rồi tôi đi test lại chỉ dẫn. Rồi tiếp theo thì cái trang login này tôi sẽ cho nó cái margin bottom. Margin bottom thì tôi cho nó là 50 pixel. Cái backing top tôi cho nó thêm cái backing top là bằng 10 pixel. Rồi tôi sẽ defect lên, defect lại chỉ dẫn. Tiếp theo thì tôi có cái backlink bottom là 50 pixel. Rồi tôi xài. Rồi tiếp theo thì tôi có cái style, tôi sẽ viết style cho cái thẻ H3 lúc dịp nào này. Tôi sẽ viết như sau. Tôi có cái test line. Tôi cho nó là center. Rồi tôi quay mặt đi. Tôi cho là 40 pixel. Rồi tôi đưa sau. Tôi defect lại trình duyệt. Đó thì cái trang title H3 nó tìm nào nó đã chuyển ra giữa như vậy. Rồi cái section login này thì tôi viết thêm một cái style cho nó đi thay. Nè, tôi cho nó là 700 pixel. Tôi save. Rồi tôi defect lại trình duyệt. Đó. Thì cái trang của tôi đã thay đổi cái màu background lại rồi. Rồi tiếp theo thì tôi tiếp tục viết cho cái thằng user form này. Thằng user form này thì tôi có một cái class là btn login. Thì tôi sẽ đi viết style cho nó như sau. Thì tôi sẽ cho cái backlink à, 12 pixel. Theo thì tôi sẽ có 38 pixel. Rồi tôi có cái phông xài. Tôi cho nó là 18 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái test tràn form. Thì tôi cho nó là upper case. Tôi cho nó viết qua. Tiếp theo thì tôi có cái letter spacing. Tôi cho nó là 2 pixel. Rồi có cái background cho nó là thằng F0 BCD 4. Rồi tiếp theo đây tôi có cái color là white. Rồi tiếp theo tôi có cái border thì tôi cho nó là none, không có. Rồi tôi có cái outline tôi cho nó là none. Rồi tiếp theo tôi có cái display thì tôi cho nó là table.
rồi cái cơ sở, khi mà người ta về chuột rồi thì tôi sẽ có cái thuộc tính là cơ sở. Cơ sở thì tôi cho nó là pointer. Rồi tiếp theo thì tôi có cái margin, tôi cho margin top là 15 pixel. Rồi margin right thì tôi cho là auto, margin bottom thì tôi cho là 31 pixel. Rồi tôi click save. Đó thì cái style cho cái bức ảnh của tôi đã thay đổi. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ tiếp tục viết style cho cái section login. Thì tôi sẽ viết xây xong. Thì trong section login này thì tôi có cái thẻ A. Thẻ A thì tôi sẽ cho nó cái color như sau. Color này. Rồi thì tôi sẽ đặt cho nó một cái biến ở bên này đi. Thì tôi sẽ đặt cho nó biến là test color đi. Color blue. Tôi sẽ đặt cái mã màu cho nó như sau là thăng A37 AB. Rồi, click save. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ sử dụng cái tên biến này cho cái mã màu ở chỗ này. Rồi click save. Rồi tôi refresh lại xem cái link này nó thay đổi không. Đó, thì tôi có hai cái link này. Đó, thì cái link nó thay đổi như vậy. Theo thì tôi sẽ viết cho cái class là login input. Cái class login input thì tôi sẽ viết chỉ tay như sau. Thì tôi cho nó cái margin bottom là bằng bằng 30 pixel. Theo thì tôi có cái class là reset password. Class reset password thì tôi có cái viết style nó như sau. Reset password thì tôi cho nó cái class này là bằng try. Thì cho nó căn sang bên phải. Cái power quốc thì tôi muốn nó ở bên phải thì tôi sẽ viết như vậy. Theo thì tôi có cái cửa đáp là user register, tôi sẽ viết ở cuối này. Thì tôi cho nó cái test online là bằng center. Tôi click save. Tôi muốn cái chuỗi này nó ở được căn giữa thì tôi sẽ viết như vậy. Đó thì nó là căn giữa như tôi. Thì ở đây mấy cái chỗ này thì tôi có một cái khoảng trống để mà tôi show lên cái error, là nên show lên cái message là login success hay là show error là user name password not right. Thì cái chỗ này là cái thông tin trả về server. Thì chúng ta sẽ bảng ra cái thông tin trả về server ở chỗ đó. Đây thì tôi sẽ bảng cái thông tin trả về từ server ở chỗ này và chúng ta sẽ sâu vào đây. Thì đây là UI nên là tôi sẽ bỏ cái chuỗi này đi. Rồi tôi click save. Rồi tôi refresh các bạn. Đó thì hiện tại cái trang login form của tôi nó đã được đẹp như vậy. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Ở phần tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết style, tiếp tục viết style cho viết code tạo ra cái trang visitor và viết style cho cái trang visitor này.